여러분 Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp cho mọi người phần số 2, 60 câu tiếp theo của học nhanh 1.000 câu ngắn trong tiếng Hàn. Thì phần này sẽ gồm có 60 câu và mong là sẽ giúp ích được cho mọi người nha. Xin chào các bạn trong này, tôi qua chủ quốc quốc Trước khi bắt đầu, mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha. Xin chào các bạn, đã bắt đầu nha. 언제 왔냐? 언제 왔냐? 언제 왔냐? 언제 왔냐? 언제 왔냐? Bạn đến khi nào vậy? Bạn đã đến từ khi nào vậy? Ví dụ như là mình mời bạn mình tới nhà chơi mà mình chưa có về nhà nữa nó tới ngồi cục đó rồi kêu "Ồ, ổn nhá." nhá." Thì ở đây mình có đầu tiên mình sẽ chỉnh về phát âm ha. À. Ở đây nhá." Ở chỗ hai chữ sờ này và chữ n này thì lúc này mình sẽ đọc là n Quạnh nhá" không đọc là "quách nhá". Vì sao? Đây là trường hợp âm mũi ha. "Bạch chim, của từ phía trước là n tờ, theo sau nó là n hoặc là m. Thì lúc này, chữ tờ này mình sẽ đọc thành n ha. Rồi, ở đây mình có Bạch chim là hai chữ sờ, sang shoot. Thì khi mình đọc hai chữ sờ ở vị trí bạch chim thì nó sẽ đọc thành tờ. Ít, ít, trong từ ít tạ. Nên lúc này á, bạch chim của mình là hai chữ sờ nhưng mà mình phải biết là à cách phát âm của nó là chữ tờ nên nó nằm trong trường hợp âm mũi hóa âm mũi phim hóa nên lúc này là ổn chế nhá không phải là ổn chế quách nhá ha chế quạnh nhá thứ hai là phần ngữ pháp ngữ pháp là mình có là ngữ pháp động tính từ có bà chim thì mình sẽ cộng với đối với trường hợp tính từ trước nha tính từ có bà chim thì ư nhá không có bà chim thì nhá còn đối với động từ thì thường mình sẽ cộng với nhá không nó là sử dụng trong văn nói mà văn nói thân mật giữa bạn bè với nhau hoặc là nói giữa những người nhỏ tuổi mà nói với những người nhỏ tuổi hơn mình thì mình dùng là nhá hoặc là ư nhá. Tuy nhiên dạo gần đây thì người ta đã thống nhất lại tức là tính từ động từ, mình sẽ dùng chung cho nhá luôn để cho dễ ha. Không phân biệt có bạch chim hay không bạch chim à. Nên là lúc này 언제 왔냐? 언제 nhá Bạn đã đến từ khi nào vậy? 언제? Khi nào? Ủa là đến. 내가 그런 거 하지 말, 하지 말랬지. 내가 그런 거 하지 말랬지. 내가 그런 거 하지 말랬지. Tức là sao? Tôi đã nói là bạn đừng có làm như thế mà. Ví dụ, tôi đã nói là bạn đừng làm như thế mà. Tôi đã nói là uh, mẹ đã nói là con đừng có làm như vậy mà. Ví dụ như là mình nói rằng lớn Nhưng mình nó là không có được quấn em nha. Mà tối ngày anh nói mà nói khùng lên là nó quấn em đó. Thế có 내가 그런 거 하지 말랬지 hoặc là không được vẽ lên tường nhưng nó cứ vẽ hoài. Nè ga go haji Thì lúc này mình có thể sử dụng cái mẫu câu này nha. Mình nói người ta đừng làm cái gì đó nhưng mà người ta cãi lệnh mình người ta làm, người ta cãi ý mình người ta làm thì mình có thể sử dụng. Nè ga go haji Tuy nhiên trong trường hợp này á nó không có vô này nọ thì lúc này các bạn lưu ý là mình đang sử dụng trong văn nói thân mật nha. ga là tôi. Mình sử dụng là na. Cộng với chợ từ ik thì lúc này mình biến thành đẻ k tôi trong trường hợp thân mật ha. cứ gõ cứ gò là như thế như vậy đó các bạn cộng với uh, định ngữ của tính từ uh, thì uh, hiện tại tức là tính từ có bà chim thì in không bà chim niên còn kho ở đây là cái việc cái điều từ viết tắt của từ khột nè ở đây là cái điều mà như thế ha tà là làm chi mạnh. chi tà động từ bỏ tà thêm chi tà ở đây á, là đừng làm cái gì đó đó các bạn nhưng mà người ta có thêm là letji Let's letji Let's ở trong trường hợp này nó là cái câu nói mà nói uh, gián tiếp á, tức là đã nói rồi tôi đã nói rằng á, đã nói rồi đã nói rằng thì lúc này đã nói rằng hãy cái gì đó mình có động từ có bà chim ừ ra cua ha tà ha thì uh, khi mà mình chuyển mà mình chuyển sang cái dạng rút gọn của nó thì quá khứ thì lúc này sẽ là động từ ureta và trong trường hợp này mình đang kết hợp với chi mại tà cộng thêm cái ngữ pháp là ureta ureta là hãy hãy cái gì đó còn chi mại tà đừng thì lúc này nguyên cái ngữ pháp này là hãy đừng đã nói là hãy đừng cái gì đó ha đã nói là hãy đừng cái ngữ pháp bên dưới này là đã nói là gì đó ha hoặc là nói là cái gì đó trong trường hợp hiện tại thì mình dịch là nói là nói là hãy còn trong trường hợp mà quá khứ là tôi đã nói là hãy hãy gì đó trong trường hợp mình kết hợp hai cái ngữ pháp này thì lúc này bỏ tà ra chim mại tà bỏ tà và ở đây chim mại và chim là r theo sau là ư thì mình lại có quy tắc là à r và chim là chữ r r gặp ư thì chữ ư bị mất đi nè còn R mà gặp theo sau là N, B hoặc S thì chữ R bị mất đi. Trong trường hợp này nó đang nằm ở vị trí số 1 là R gặp Ư, Ư mất. Nên lúc này Ư bị mất đi, nó thành là Chi Mãi Tà. Chi Mãi Lết và có thêm chữ Chí nữa. Chí nữa thì này là lại là một cái ngữ pháp động tính từ Chi trong chiếu á chớ chớ chứ cái gì đó chứ tôi đã nói là đừng có làm như thế mà đừng như làm như thế chứ thì lúc này mình có thể dùng chiếu để mang nghĩa nhấn mạnh thêm mà để có con cô hay để có con nếu mình dùng kính ngữ mình dùng lịch sử hơn thì hay chỉ bảo lịch cho hay chỉ bảo lịch cho và thay cái để ra này bằng chế ra lịch sử của này ra là chế ra thế thì con có hai mươi lít ok tiếp tục ý gona móng ý gona móng ý ăn cái này đi bạn ăn cái này đi ờ, trường hợp này thì mình nghĩ đơn giản thôi ví dụ như làm chồng mình nó đi làm xong về nhà đúng không kêu trời đó bụng quá anh muốn ăn cơm mà mình mệt quá mình không nấu cơm được cái mình kêu mình đưa cái bánh cái mình kêu 오빠 ý 먹어 nam anh ăn cái này đi tức là sao ở trường hợp này y có y là này ha co là cái trong cái từ mà cọt viết tắt của từ cọt trong văn nói á na mình có danh từ có bà chim thì y na còn không có bà chim thì na thì bình thường nó sẽ có ba nghĩa nghĩa đầu tiên mình hay dùng nhất á là nghĩa hoặc hay là tức là cái này hoặc là cái kia đó hoặc hay là ví dụ như là bạn ăn uh, ăn kem hay là giờ bị bạn ăn kem hay là giờ bạn ăn bánh đây hoặc là bây giờ uh, bạn muốn ăn uh, phở hay là muốn ăn cơm này hoặc hay là ha còn trường hợp thứ hai á uh, ina đến tận chỉ cái số lượng ha hoặc những ví dụ như trời ơi tháng này á uh, tiền nhà uh, nó tăng lên tới tận 10 ngàn nữa đó thì lúc này đến tận những chỉ cái số lượng ha cái số gì đó còn trường hợp số 3 là cái trường hợp ở đây nè nó mang nghĩa là Ờ, mình có thể mình không dịch nó cũng được nhưng mà nó ngầm có cái ý nghĩa là mặc dù á, là cái danh từ nhưng mà mình cũng cũng hãy làm gì đó đi mặc dù là cái thứ này nè nhưng mà cũng hãy làm đi tức là cái ý góp mà cộng với cái danh từ cộng với na này nè nó không phải là cái lựa chọn tốt nhất ở đây vẫn chỉ cái sự lựa chọn giống trường hợp số 1 ha không phải là trường hợp tốt nhất cái lựa chọn tốt nhất nhưng mà có cái này thì cũng được vẫn xài được tạm được ví dụ như là trời ơi, bạn trai thì không có nhưng mà có bạn thân thì cũng được chứ nào mà đi gặp bạn thân đi đi gặp bạn đi chẳng hạn thì lúc này nó không phải là sự lựa chọn tốt nhất nhưng mà cũng được cũng có thể lựa chọn được rồi à, tiếp tục nha Yorkshire do bác kiểu tà Yorkshire do bác kiểu thường câu này mình nghe rất là nhiều đối với những cái đối tượng là yêu nhau hoặc là bạn bè hoặc là người người ta bạn của mình hoặc là người nào nhỏ hơn mình hoặc là ai đó làm cái gì đó tốt cho mình cái yoksinu you know ta đúng là chỉ có anh thôi đúng là chỉ có bạn thôi ví dụ như là không ai nhớ sinh nhật của mình hết đó. tự nhiên cái bạn thân của mình nó tặng quà nó gọi điện nó tặng quà cái yoksinu ta đúng là chỉ có bạn thôi đúng là chỉ có mày mới mày mới nhớ đến tao thì chứ không ai nhớ đến tao nữa hết nó nọp kê, ọc tà, ở đây mình nghĩa là đúng là quả là, nó no, mình đang nói thân mật ha, nó no, là bạn hoặc là mày còn na là tôi hoặc là tao đó thì nó no, na này á là trong trường hợp thân mật ha, phật kê tà, mình có ngữ pháp á, danh từ phật kê ọc tà, mình có thể dịch theo hai cái nghĩa ở tiếng Việt của mình á, một đó là mình dịch giống y như là cái nó đang thể hiện ha là không không có nè không có gì hoặc là không có ai ngoài phật năng mang nghĩa là ngoài ngoài danh từ Tức là không có ai ngoài bạn nữa không còn ai ngoài bạn nữa còn trường hợp thứ hai là nó dịch giống cái từ danh từ mà man á man ita mang nghĩa là chỉ có danh từ thôi thường mình dịch chỉ có danh từ là nhiều ha rồi Lưu ý đối với những cái ngữ pháp mà có bạc kê, danh từ bạc kê thì theo sau của nó phải là cái phủ định thì mới được ha. Tức là nó có cái gì đó không nè, hoặc là không thể nè, hoặc là ập tà nè, không có nè. Thì những cái mà có cái nghĩa phủ định thì mình mới dùng với ngữ pháp là danh từ bạc kê được ha. si nó bạc kê ập tà. 전 지금 chung nhiều 중이에요. 전 지금 chắc사랑 중이에요. 전 지금 chắc사랑 중이에요. Bây giờ tôi đang yêu đơn phương. Ví dụ thấy um, bạn mình nó đang ủ rũ kêu đang yêu đơn phương ai hả? Cái kêu ừ, bây giờ tôi đang đang yêu đơn phương á. ở đây là viết tắt của từ 전, nên tôi trong trường hợp biết lịch sử ha. Chỉ kiếm thời gian bây giờ. Sa là yêu nhưng mà chắc sa chắc sa là tình yêu đơn phương đó các bạn. Rồi chung, mình có danh từ cộng với chung mang nghĩa là đang đang danh từ đang yêu đơn phương ở trường hợp mà chung chung y tà này nó còn có thể sử dụng cho động từ nữa ha động từ thì mình bỏ tà mình thêm nên nên chung đó mang nghĩa là đang hành động gì đó đang hành động gì đó trường hợp này chắc xa đang mình có thể biến nó thành động từ đó là chắc xa đang ha tà chắc xa đang ha tà thì lúc này mình muốn biến sang dạng động từ thì chắc sa rằng hà nền chung yếu chung yếu chắc sa rằng hà nền chung yếu tôi đang yêu đơn phương ai đó yêu đơn phương chùm nữa đất có đơn chùm nữa có đơn chùm nửa đất có đơn chùm nửa có đơn ở đây là oh, hơi tiến bộ rồi chứ bộ ví dụ như là mình học tiếng hàng đi mình học cả tháng rồi cái cô mình hỏi là uh, cô mà cô có khác á họ hàng của mình hỏi á ờ, dạo này học tiếng hàn sao ừ, em hơi tiến bộ rồi chung nữa đó có tiền hoặc là ờ, vì vì tôi đã tiến bộ rồi ô ờ, chung nữa rất sợ ở đây mình có khó tiền Khó tiền thì nó có cũng nhiều nghĩa ha một là mình dùng tính từ động từ mình bỏ khó tiền và thêm vô nếu muốn lịch sự khó tình nhò thì lúc này nó mang nghĩa lịch sự mang nghĩa là vì cái gì đó lý do vì tính từ động từ hoặc là mình nhét nó vô giữa cái câu cái gì đó tính từ động từ rồi khó đơn rồi cái tính từ động từ nữa thì lúc này cái khó này thường á mình uh, hay dịch với nghĩa là nếu á hoặc là mình để giải thích cái chuyện gì đó ha? giải thích có tiền tiền chỗ này chung nữa đó ở đây mang nghĩa giải thích nhiều hơn ha giải thích nữa đó ừ, tôi đã tiến bộ rồi đấy chứ 오늘도 고생했어. 오늘도, 고생했어. 오늘도 고생했어. 오늘도 고생했어. 오늘도 고생했어. Ờ, hôm nay bạn cũng đã vất vả nhiều rồi thường người hàng hay uh, lịch sự á nên là khi mà mình làm việc gì đó mình đi làm xong á cái uh, mình chuẩn bị về cái người uh, trong công ty thì nói ô u nơi tu hết hết thêm vô nếu muốn lịch sự ha u hôm nay thú danh từ cộng với tu mang nghĩa là cũng danh từ ha của sen nga đã vất vả và chia thì quá khứ đã vất vả hôm nay bạn đã vất vả lắm rồi hôm nay bạn vất vả rồi uniru của sen cái sao? ý có chim ý có bạn xem thử cái này đi bạn coi thử cái này nè ví dụ như là uh, mình uh, có cái um, bài thi uh, thi xong á điểm của mình không có cao lắm cái mình nói bạn mình á ủa mày cũng làm y như tao mà điểm mày sao cao vậy ồ oh, coi thử này nè đi có xin bà bà đi có xin bà bà đi có chung bà bà làm việc gì đó không kêu ê coi thử này coi coi thử đi nè đi có chung bà bà ý có là cái này hoặc là cái việc này ha chung một chút một xíu coi thử tí phụ tà là xem coi và mình cộng với động từ à o phụ tà làm cái gì đó thử ha thường thì cái bùa cộng với bùa này thường thì uh, theo sách vở thì thường người ta không dùng nhiều tuy nhiên trong đời sống bình thường mình dùng nhiều luôn nên là lúc này nó là bà bò mình vẫn sử dụng được ha hoặc là phả bò요 이것 좀 phả 이것 좀 이것 좀 바봐요 이것 좀 바봐 식기 전에 얼른 먹자 식기 전에 얼른 먹자 식기 전에, 식기 전에 얼른 먹자. 식기 전에 얼른 먹자. 식기 전에 얼른 먹자. Mình ăn đi kẻo nguội. Ví dụ như là kêu đồ ăn ra mà hai đứa ngồi nói chuyện hoài, Cái kêu "Ồ oh, ăn đi không đồ ăn nguội hết á. 식기 전에 얼른 먹자. 식단 mà nghĩa là nguội. mình có thể sử dụng tình yêu nguội lạnh á. 사랑이 식었다. 사랑이 사랑 chicota 사랑 đang chicoso 네, hai đứa đang uh, yêu nhau mà tự nhiên nó không quan tâm đến mình. Oh, sao đang chicoso <laughs> tình yêu nguội lạnh nguội tạm này đó. mình có là khi trò so nè động từ động từ cộng với bỏ tà ra cộng với khi trò so nè trước khi làm cái gì đó à? trước khi hành động gì đó trước khi nó nguội nè trước khi nó nguội khi trò nè. Ở lên ở lên chim là chữ r nè theo sau nó là chữ R nữa Thì hai chữ này đều đọc là L hả, Ổn lên 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 Nhanh lên bằng với Pali Bằng với Pali Mộc ta là ăn xa, Động từ cộng với xa, Chúng ta hãy gì đó Mình thường sử dụng cái đuôi này trong văn nói Và sử dụng văn nói thân mật ha Bạn bè Người thân Đồng nghiệp thân hoặc là người nhỏ tuổi hơn mình thì mình dùng ta chúng ta hãy làm gì đó là rủ rê chúng ta hãy làm gì đó còn nếu mà trong trường hợp á, mình nói trong trường hợp lịch sự thì mình dùng với có bà chim thì ướp không bà chim thì tiếp tục chăm cần chăm cần đợi một lát đợi một xíu mình thường mình thêm chăm cắm màn chăm cần man chăm cắm màn chăm thì thường á ví dụ như là ờ, mình uh, nói người ta Ê, đợi tôi xíu nha có sẵn cấm anh Đang nghe điện thoại mà có khách bê tới kêu như ờ, đợi tôi xíu nha sẵn cấm anh sẵn cấm anh đợi tí nha để ga để sò để ga để sò con, so. con, so. con so. tôi đã trả tiền rồi hoặc là tôi đã trả rồi ví dụ như là hai đứa đi ăn cơm với nhau đi cái mình ra mình trả tiền kêu ừ, mình trả rồi để con để sò để con sò so. thân mật na cộng với ga đó thì lúc này tôi nesso neta động từ neta mà nghĩa là trả nếu mà mình trả tiền trả cái gì đó còn nộp nếu mình nộp lệ phí mình nộp hồ sơ này nọ thì mình cũng dùng là neta luôn ha còn ở đây chia quá khứ đã trả rồi thêm vô nếu muốn lịch sự để ga nesso hoặc là thế lịch sự thì luôn đổi luôn chủ ngữ luôn ha thế ga sẽ thế 그러지 말지. 그러지 말지. 그러지 말지. Đừng làm thế chứ, đừng làm thế chứ, đừng làm thế mà. Ví dụ như là mình nói là đừng có trả cho mình, thì chung mà trả hoài thấy cũng kỳ lắm. Chung là bữa này mình trả thì bữa sau người ta họ cứ nói chị nó đòi nó trả hoài nó giàu quá, cứ nói chị đừng làm thế chứ. Cứ đo thà mà nghĩa là như thế như vậy. Theo sau với chị mà ta thì lúc này chữ họ bị mất thành là cứ đo chị ta chi bảy ta mới nói ở câu đầu tiên mang nghĩa là đừng làm hành động gì đó ha? hoặc là đừng như thế nào đó rồi chi cũng mới nói hồi nãy ở phía trước đó là động tính từ cộng chi hoặc là chi ú mang nghĩa là chứ xác minh lại hoặc là phải không đúng không hoặc là có thể dịch là mà đừng có làm như thế mà rất bảy chi <laughs> 그거면 되요 그거면 thế ạ. Cứ làm như vậy Cứ mà cứ 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 Cái cái điều đó là được rồi, chỉ cần làm như thế là được rồi, chỉ cần cái điều đó là được rồi. Ví dụ như là người ta hỏi mình á, mình nói là cho em mượn uh, um, uh, quyển sách đi, quyển sách uh, nào đó đi, cái người ta cho mình á À, mượn cho mấy cuốn à kêu à anh cứ có đều cho tôi mượn cái cuốn đó là được rồi chỉ cái đó thì đạt được rồi cái cứ này nè chỉ cái đó thôi con này mới nói là Biết tắt của thì có đó. cái đó mion danh từ cộng với có bà chim thì y không bà chim thì mion á là danh từ nếu mà là danh từ nếu mà là cái đó thì thuệ tà thuệ tà là được được rồi đó ồ chỉ cần cái đó là được rồi nếu mà là cái đó thì được rồi không cần cái khác nữa đâu cứ chỉ cái đó là được rồi miàn nè, 말고, 고마워, 해줘. miàn nè, 말고, 고마워, 해줘. Đây là một câu khác hay à? Ha. Xin đừng nói xin lỗi mà hãy nói cảm ơn em. Tức là ví dụ như là uh, người, mình có bạn trai đi nhưng mà bạn trai của mình nó đang gặp khó khăn lắm, cái mình giúp đỡ bạn mình, cái bạn mình nó có lỗi quá, thấy có lỗi quá, trời anh xin lỗi em nha, vì anh mà em phải vất vả như vậy. Cái bạn gái bạn mới nói là. 어, 미안해 말고 고마워 해줘. anh đừng có xin lỗi em mà anh hãy cảm ơn em vì em giúp anh á thì anh cảm ơn thôi chứ anh đừng có xin lỗi là tại vì anh dày 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 nên là làm em phiền á. Tức là người ta nói với cái cái câu này là một câu nói khá đẹp ha. 미안해 말고 고마워 해줘. nè, trích dẫn luôn ha. Xin lỗi. tà là đừng nói hoặc là nói. Ờ, đừng có nói là cái gì đó, đừng có nói là xin lỗi. 미안해 말고 cô này và hoặc là mà ha nối giữa hai cái vế một vế hai ha khu màu chích dẫn luôn ha cảm ơn ha tà mang nghĩa là làm hoặc mang nghĩa là nói ở o ở đây mình có động từ à o làm gì đó cho ai đó mà hãy nói với em hãy nói với em là hãy nói với em là cảm ơn đi đừng có nói xin lỗi mà hãy nói cảm ơn 미안해 말고 hết 해줘 같이 하자. 같이 하자. 같이 하자. 같이 하자. 같이 하자. Mình cùng làm đi hoặc là mình cùng hành động cái gì đó đi ha. 같이 하자. Ví dụ như là à, bây giờ là việc nhà. Cái kêu thôi bây giờ em đi dọn dẹp nhà đây Cái chồng nói, oh, 같이 하자." À, hai đứa mình cùng dọn đi, hai đứa mình cùng làm đi. Thì lúc này mình dùng 같이. Cái gì đó cùng. Theo sau thường là hành động, làm cái gì đó cùng với ai đó. 하다 là làm chả mới nói xong, động từ cộng với za, chúng ta hãy làm gì đó ha. 표정이 왜 그래? 표정이 왜 y vì vì Sắc mặt của bạn sao thế? Mặt mày bạn sao thế? Ví dụ như là sáng sớm mới, sáng sớm mà chồng mình câu có rồi vì em. Ô, 표정이 왜 그래? 표정이 왜 그래? hỏi ha, hỏi thăm người ta tại sao? Giảng, biểu hiện hoặc là sắc mặt ha, Quế, tại sao? Đế, như thế như vậy. Ở đây là từ gốc của nó là vẫn là từ kurotta cộng theo sau nó là ngữ pháp a o trong a o u á. Thì lúc này kurotta bỏ tà ra nè, và chim là chữ hờ, theo sau là chữ a thì lúc này nó sẽ bị biến thành là chữ re. Và re vô trong trường hợp thân mật và bỏ vô khi mình nói trong trường hợp ah, trong trường hợp lịch sự bỏ vô khi muốn nói thân mật ha cái ừ, số nhiều vị cứ để biểu hiện của bạn sắc mặt của bạn sao vậy con gọi nhà con gọi nhà con gọi nhà con có anh nhỉ à con gọi nhà con gọi nhà có cứ như thế như vậy ha, ừ, ưng nên khó, đây là tính từ của định ngữ của tính từ, tính từ có bà chim thì in không bà chim niên danh từ. Đó. kho này viết tắt của kho Cái danh từ mà tính từ, cái việc như thế thì Anita, à, mình có cái ngữ pháp là danh từ có bà chim thêm y, không bà chim thêm ca. Anita à, không phải là cái gì đó. Không phải là không phải là chuyện như thế đâu, không phải là như thế đâu. Uh, không phải là chuyện như thế đâu. Ví dụ như là mình tới nhà bạn mình chơi cái nó 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 mượn tiền mình đi cái mình tới nhà nó chơi mà nó tưởng mình à, à, mượn tiền đi kêu mình mình đòi tiền đi kêu là ờ uh, uh, xin lỗi mày nha tao chưa có tiền trả hay này nọ giải thích cái à cứ đúng có ảnh nha tôi đến đây không phải là như thế đâu hoặc là ồ à, cứ đúng có ảnh nha không phải là vậy đâu à, cứ đúng có ảnh nha cứ đúng có ảnh nha hai đứa bay quen nhau đúng không À cứ đúng có ảnh nha thấy tao đâu có quen nhau đâu cứ đúng có ảnh nha 내가 생각 없이 말이 나왔어 나왔다. 내가, 없이 말이 나왔다. 내가 생각 없이 말이 나왔다. 내가 생각 없이 말이 나왔다. 내가 생각 없이 말이 나왔다. Tôi đã nói mà không suy nghĩ Tức là ví dụ như là hôm uh, Mình nói chuyện gì đó mà gì đó hôm bị lỡ lời á Xong mình <laughs> mình nói lại mình chê mình nói lại để mình bớt xấu hổ hoặc là bớt ăn chửi á, tôi đã nói mà không xin lỗi suy nghĩ tôi xin lỗi nha Tôi nói mà lúc đó tôi nói mà tôi không có suy nghĩ gì hết để có xin các cục gì si. mà đi nào hết à. nè có thấy cái nè na là biết đang nói thân mật rồi ha, xin các gì, xin các là suy nghĩ ọc tà là không có suy nghĩ không có suy nghĩ gì mà là lời nói à đã u tà từ gốc nào u tà có nghĩa là lời nói mà nó được tuôn ra nó trào ra thì lúc này mình có thể dịch với nghĩa tiếng việt là nói là tôi đã nói tôi đã nói ra mà tôi không có suy nghĩ ở trường hợp này người ta đang chia với cái đuôi tà đuôi tà thì có uh, cũng nhiều dạng ha động từ in ừ. uh, động từ có bà chim á, thì mình là mình chọn nên không bà chim niên tà thì hiện tại ha tính từ thì chỉ thêm tà thôi còn danh từ thì mình cộng với y tà đó là trường hợp um, thì hiện tại khi mình sử dụng trong văn viết hoặc trong văn nói với người nhỏ tuổi hơn hoặc là nói với bản thân mình còn đối với trường hợp quá khứ thì tính động từ mình sẽ chia quá khứ à, ở sau đó mình cộng chữ tà thôi thì nó mang nghĩa là mình đang nói thân mật với bạn mình hoặc đang nói một mình hoặc đang sử dụng trong văn viết ha tiếp tục khí vun phu rò khí vun phu rò khí giải tỏa tâm trạng đi hoặc là bớt giận đi bớt căng thẳng đi bớt cái gì đó đi ví dụ như trong trường hợp á mình uh, ai đó làm mình không vui á cái mình bực mình bực dọc mặt mày câu có cái bạn mình nói oh, "Ai bia nè khi vun phu rò khi vui là tâm trạng phu là, là trong giải tỏa cái gì đó hoặc là giải giải, giải bài toán giải bài thi á mình cũng là phư tả giải đề phư tả thì lúc này tâm trạng của mình mà giải tỏa tâm trạng đi hoặc là nếu như người đã đang giận thì mình sẽ dịch giống tiếng việt là ồ em bớt giận đi thôi em đừng giận nữa mà 기분 풀어 hoặc là 기분 풀어요 한 번만 더 Man 한 번만 더 그래봐 한 번만 더 그래 봐. 한 번만 더 Làm thử một lần nữa xem cái thường trường hợp này mình thấy nhiều trong trường hợp ví dụ như cảnh báo đó. Cảnh báo mà có những trường hợp thì cảnh báo nghe dễ thương, có những trường hợp cảnh báo mang mang ý là cảnh báo cảnh cáo luôn á. Thử làm lần nữa coi chết với tao. Hăm bom man thổ cô đây bỏ. Hăm bom bỏ. Hăm một lần ha, man chỉ thò thêm đe bà ở đây là cứ thà giống như nãy giờ vẫn nói là như thế đó cộng với a o phụ tả thử thử làm thế thêm lần nữa coi <laughs> ý là vậy đó bạn hãy thử làm như thế thêm một lần nữa coi thử làm chỉ một lần nữa thôi là chết luôn đó nha hâm bông man thổ của đẹp họ bông man thổ của đẹp họ nếu nói lịch sự thì thêm chữ vô nhưng mà cảnh cáo mà cảnh cáo mang tính lịch sự thì <laughs> cũng hơi mắc cười á bông man thổ của đẹp 요즘 상황이 너무 안 좋아요. 요즘 상황이 너무 안 좋아요. 요즘 상황이 너무 안 좋아요. Dạo này tình hình rất là không tốt, tình hình rất là khó khăn. Ví dụ như dạo này mình đang dính corona đúng không? Corona thì dạo này tình hình ở đâu cũng vậy hết rất là không ổn không tốt thì mình có thể sử dụng câu này ha. Dù sang sao ngoan gì nổ hoặc là dạo này tình hình kinh tế của nhà mình không được ổn định có mình chồng mình đi làm mình chỉ ở nhà thôi thì lúc này cũng có thể sử dụng. Dù chim sao ngoan gì nổ muộn chui dạo này sang ngoán tình huống tình trạng tình thế tình trạng nổ muốn rất quá ảnh không chui ố tốt dạo này tình trạng rất là không tốt. Dù chim sao ngoan

Uh, ví dụ hai vợ chồng đã gây nhau quá trời đi cái vợ nó chịu đựng những chuyện mà nào giờ đó chưa có nói ra cái đúng không được hứng ngay nhau đó tôi không có định em không có định nói chuyện này nhưng mà hôm nay sẵn gây em nói luôn á vậy cái gì anh hết đâu quên nè cái gì quên thường là cái câu này mình hay nghe trong cái trường hợp là cãi nhau là hay lôi cái câu này ra nói lắm mà gì, ảnh hết quên rồi đấy. Những cái tình huống mà hơi hơi gây cấn này hay lôi con này đã nói là y này, về là chuyện ha ca gì danh từ cộng ka gì đến đến tận cái gì đó đến gì đó ảnh ảnh theo sau là động từ hoặc là tính từ mà nghĩa là không bằng với tính từ động từ Chi ảnh thở Chi ảnh có nghĩa là không à. Rồi tiếp tục ha tà ha tà thì thường á mình dịch bình thường thì mang nghĩa là làm tuy nhiên mình sẽ xem cái danh từ phía trước nó nha dễ ha tà dễ này là từ viết tắt của từ iaki á các bạn iaki và ha tà này đưa vô đây thì Yaki ha tà là nói nói chuyện tôi không định nói đến tận câu này ở đây mình có tiếp nha Do ku ha tà động từ có và chim mình cộng với do ku ha tà mang nghĩa là định làm cái gì đó ha định không định nói đến tận chuyện này ở đây là định ha rồi, hai chữ sờ sang suốt ở đây, hết hết ở đây là quá khứ và cộng với nên đề động từ quá khứ cộng với nên đề ở đây mang nghĩa giải thích cái gì đó thôi không cần dịch ha. Giải thích cái chuyện ở cái phần trước này nè. Tôi đã không định nói đến chuyện này rồi. Là giải thích cái việc Là tôi đã không định nói tới chuyện này. Otoke ô Otoke tsuso. Otoke tsuso. Chuyện thế nào rồi? Chuyện như thế nào rồi? Ví dụ như là mình đi tới lãnh sứ quán mình xin giấy tờ đi cái mình về tới nhà cái chồng nó sao rồi em chuyện sao rồi chuyện tới đâu rồi được không ô tức khe thật sót lưu ý cách phát âm ha và chim là hờ theo sau nó là kia chữ k hoặc là chữ cờ thì lúc này mình đọc là khờ ở đây ha ô tốt khe ô tốt khe khe như thế nào thuê tà được Họ là uh, có hoặc là uh, Trở thành gì đó Tuy nhiên thuê tà này có rất là nhiều nghĩa Nhưng mình học á Thì mình nên học lương nguyên cụm ha Chuyện thế nào rồi Chuyện đã như thế nào rồi 어떻게 <laughs> 됐어 Thêm vô nếu muốn lịch sử 어떻게 됐어요 잘안 됐어. 잘안 됐어. Không được tốt Không được tốt Câu này là câu trả lời uh, Cho cái câu hồi nãy ha 어떻게 <laughs> 됐어 Chuyện như thế nào rồi Thì mình có thể trả lời với ý là Chuyện nó không có được giải quyết tốt đẹp lắm Thì mình có thể 잘 lạnh 됐어

없어. 되는 게 없어. Không có gì được hết, không có gì là tốt hết, không có gì là ổn hết. Ví dụ như là ở lúc nào tự nhiên lúc nào mình cũng tốt nha. Cái tự nhiên dạo này á, làm gì cũng không được hết á. Làm gì cũng hư, làm gì cũng hỏng hết á. Thì lúc đó người hàng hay dùng là nó cái hộp xô. Hoặc là cái người đó, bạn nghĩ người đó rất là vô dụng, làm gì cũng không được á. Hái nó cái hộp Không có làm được gì á, không có chuyện gì được hết á. Thế ta là được ha. Nên ghế, thế tài là động từ đó mọi người. Còn với nên ghế, thì đây á, thực ra nó là định ngữ của động từ thì hiện tại đó tức là động từ bỏ tà thêm danh từ danh từ kê này mang nghĩa là việc mình thường sử dụng trong văn nói ha còn văn viết mình hay dùng với cò hoặc là il vẫn mang nghĩa là cái việc cái điều gì đó cái việc mà tốt đẹp cái việc mà được thì ộp sò tức là không có gì được hết không có gì tốt đẹp hết thì nó sò không được gì hết nante mặc cho đu thế nante 맡겨도 돼? 나한테 맡겨도 돼? 만 나한테 맡겨도 돼? 나한테 맡겨도 돼? Bạn giao cho tôi có được không? Thì trường hợp này mình đang nói về cái ngữ pháp mà cho phép cái gì đó, làm cái gì đó có được không? Mình có thể sử dụng trong cái trường hợp là mình hoài nghi, ví dụ như là ồ người ta giao cho mình một đống tiền người ta kêu mình đầu tư cái mình thật sự là không có tự tin lắm. Kêu, trời ơi em giao cho anh cái tiền này mà cũng được nữa hả? thì ý đó là mình có thể nói trong trường hợp này với nghĩa là à mình hoài nghi mình hỏi lại ha còn trường hợp thứ hai là mình sẽ nói với cái trường hợp là hỏi ý kiến à, ví dụ là anh thêm mật cho tôi té là anh thêm mật cho tôi té anh bạn giao cho tôi cái này có được không nà tôi hẳn thề cho tôi à mặc chi tả giao cái gì đó nha các bạn mặt tà mặt tà thì mang nghĩa là mặt tà đảm nhận đảm đương nhưng mà mặc chi tà mặt ta thì mang nghĩa là giao cho giao phó cho ai đó ha à o du động từ cộng với ở o du thì tà mang nghĩa là hỏi ý kiến làm cái gì đó có được không hoặc là làm cái hành động gì đó thì cũng được vậy thì nếu mình dịch theo cái nghĩa khác thì ô, em giao cho tôi ờ, bạn giao cho tôi được chứ nè nắm bạn giao tôi tẻo nè rất là vững tâm, rất là vững tin, rất là vững ý. Ví dụ như là Ở nhà mình đó, có hai đứa con trai thêm chồng mình nữa là đàn ông là ba người của mình mình là gái à. Ồ, à, nó à nè, tinh tinh à nè, rất là vững tâm, rất là vững lòng à, tin là đà, vững tâm vững lòng. Cộng với nèo, tính từ động từ mình bỏ tà mình thêm nèo thôi, nó mang nghĩa là câu cảm, tức là thể hiện tình cảm thôi. Ồ, à, thiệt là vững tâm mà thiệt là vững lòng mà thiệt là cái gì đó hoặc là thật là cái gì đó tùy mình muốn dùng cái gì thì dùng miễn là đưa tình cảm của mình vô mình nói với ý nghĩa cảm thán là được. Hằng 좋은 말씀, 감사합니다. Hằng cảm 좋은 말씀, 감사합니다. 항상 좋은 말씀 감사합니다. Cảm ơn vì luôn nói hoặc là vì luôn nói cho tôi những lời nói tốt đẹp. Thì người Hàn rất là uh, mình thấy cái này là hay hơn người Việt mình á. Tuy là người nó, người ta nói là người Hàn rất là ít khen người này, khen người nọ, rất ít thể hiện tình cảm. Người Hàn trong người Hàn với nhau thì người ta nói vậy. Chứ đối với theo như bản thân mình á thì người Hàn á, thể hiện tình cảm còn nhiều hơn cả người Việt mình á. Tại vì cái cái câu như là sao ra nghèo khi mình học tiếng Hàn hoặc tiếng Anh mình nói rất là nhiều I love you hoặc là sao đang hiểu nói rất là nhiều nhưng mà khi nói tiếng Việt mình hầu như là chưa có nói với ai nói bằng miệng ra với ai là em yêu anh được hết đó không có nói được cái từ đó nha nên là cái thể hiện tình cảm đơn giản như vậy mà mình nói rất là khó thì tình cảm rất là khó nhưng mà người hàng thì nó thể hiện tình cảm rất là nhiều nên trong trường hợp này người hàng hay nói những cái lời ví dụ như trời ơi giỏi quá mình nói tiếng hàn nói có mấy câu thôi mà ta, trời ơi bạn nói tiếng hàn giỏi thiệt á mình làm việc gì đó mình chỉ làm sơ sơ cho người ta thôi cái người ta cảm ơn rối rít người ta kêu mình giỏi người ta khen mình Trời rồi ví dụ như tóc tóc tai hơi đẹp đẹp một chút thôi nói chung là nhìn đẹp thì mình cũng không thấy đẹp gì hết mà người ta vẫn khen người ta rất là hay nói những cái lời tốt đẹp thì lúc này á người ta nói những lời tốt đẹp người ta khuyến khích mình người ta khích lệ mình thì thường thường á mình phải đáp trả lại bằng một cái tình cảm cũng nga ná như vậy đây là uh, đi uh, Ờ, gọi là nhập gia tùy tục đó. người ta nói khen nhiều thì mình cũng phải nói khen nhiều thì có qua có lại ha Tới lúc này khi người ta nói người ta giúp đỡ mình nhiều hoặc là người ta động viên mình nhiều thì lúc đó mình sẽ nói lại cái câu là hăng sàng xuống bài xin cảm giam ta cảm người ta tôi cảm ơn bài xin ở đây là lời nói nó là kính ngữ của từ mẹ ha nếu bình thường mình nói nói cái gì đó là mẹ ha à. tuy nhiên khi mình nói mình muốn nâng cao đề cao cái người mình đang nói chuyện mình đang muốn nói kính trọng người đó thì mình thay cái mẹ này bằng là mẹ sim nó vẫn mang nghĩa là lời nói nhưng mà nó kính trọng hơn ha thù ơn bài xin thù thà mang nghĩa là tốt tốt đẹp hoặc là hay giỏi thì lúc này mình có là định ngữ của tính từ nãy cũng có nói đó là tính từ khi bỏ tà ra có bà chim thì thêm ơn không bà chim thì, thêm... thì thêm chữ n là bà chim cho nó theo sau là danh từ nó mang nghĩa là danh từ mà tính từ thì lúc này lời nói danh từ nè in nên mà tốt đẹp lời nói tốt đẹp cảm ơn bạn vì những lời nói tốt đẹp nè hăng sang hăng sang thường nó sẽ tương đương với nghĩa của từ ni mình nghĩ là luôn luôn ha luôn luôn cảm ơn bạn vì luôn luôn dành cho tôi những lời nói tốt đẹp nếu mà dịch theo nghĩa việt nam mà dịch theo thuần luôn hăng sang 좋은 bài 감사합니다 cảm 다 nhiều đã khói thảo hoa quả cá 같아요. gần đến nơi rồi chắc là sắp tới nơi rồi đó ví dụ như là trường hợp này à, mình cũng dùng hoài luôn Nói chung là có rất là nhiều biểu hiện tương tự Tuy nhiên những cái trường hợp như vậy mình dùng rất là nhiều ví dụ như là mình đi đâu mà mình sắp tới rồi đó cái bạn mình điện hỏi mày tới đâu rồi 어, 거의 다 와가는 것 같아요. 거의 sắp tới rồi sắp tới đừng nói nè. 거의 다 와가는 것 같아요. Mình có 거의 là gần như sắp cái gì đó gần như là tha hay đi tha quả ca hay đi chung với cái cụm này là sắp tới ha mình có u tà là đến nè động từ cộng với a o khả tà ở đây á nó là thì cái gì đó mình nói á nó thể hiện là đang diễn ra nhưng mà diễn ra tiếp tục tiếp tục tiếp tục tới tương lai luôn mình sẽ dùng a o khatâ còn mà vẫn là diễn diễn ra nhưng mà diễn ra đến thời điểm hiện tại thôi thì mình dùng là a o u tạ và đây mình có động từ nên thà chỉ thì hiện tại mà phán đoán ở thì hiện tại tức là chắc là chắc là đang cái gì đó chắc là hình như là sắp tới rồi đó thì lúc này mình có động từ nên có cả thả ha. 얼굴이 폈네요, 얼굴이 폈네요, 얼굴이 nèo. Mặt mày tươi tắn lên rồi nè, ví dụ như bị bồ đá, bạn đó bạn bị bồ đá xong rồi. rồi cả tháng sau cái thấy tự nhiên mặt mày tươi tắn đi quen thằng bồ khác thì lúc Wow, 얼굴이 Hoặc là thiếu nợ chồng chất mà tự nhiên đâu ai cho một cục tiền trả được nợ. Cái bữa sau thấy mặt nó tươi lên à, mình sẽ nói 얼굴이 편네요. 얼굴이 편해요. 얼굴, gương mặt ha 얼굴. Rồi, 피다, ở đây là 피다 trong từ tươi tắn lên hoặc là từ nở hoa đó các bạn. Hoa nở, 꽃이 피다 đó. 꽃이 피다 thì lúc này là 얼굴이 피다, mặt mày tươi tắn hoặc là mặt mày rạng rỡ, tươi sáng ha. Ở đây chia thì quá khứ nên thành là Và nêu có nói rồi tính động từ. Bỏ tà ra mình chỉ có thêm nêu vô vô. Thì nó mang nghĩa là cảm thán thể hiện cảm xúc, trời, mặt mày tươi lên rồi nha. 이쪽으로 와줄 수 있어요? 이쪽으로 와줄 수 있어요? 이쪽으로 수 있어요? 이쪽으로 수 있어요? 네, bạn có thể đến cái chỗ này được không? Thì trường hợp này sử dụng được khá nhiều tình huống, ví dụ như là mình đang đi tới trường đi nhưng mà mình quên mình quên mang đồ cái mình nói chồng mình anh anh tới chỗ em được không đón em đi đâu đâu đó anh anh tới chỗ em được không ichukuru wa sao anh có thể tới chỗ em được không hoặc là um, bạn mình đang đứng đó đó ê, ê, bạn tới chỗ này được không bạn tới tới chỗ này được không y oh, ichukuru wa chushi sao y là này ha chút là cái hướng cái phía hướng này phía này hoặc là có thể dịch là nơi này ha uru mình có danh từ từ chỉ cái nơi trốn có bà chim mình sẽ cộng với ư ru không bà chim mình sẽ cộng với chữ ru mang nghĩa là theo hướng hoặc là mục đích đến danh từ ha rồi u tà động từ u tà nghĩa là đến và mình có a o su động từ bỏ tà ra a o su làm gì đó cho ai đó đến cho tôi đến giúp tôi thì lúc này mình à ô chưa ta. và ngữ pháp có thể cái gì đó mình hỏi về khả năng có thể làm được gì đó không động từ có bà chim thêm ư không bà chim thì thêm chữ r làm bà chim cho nó giống trường hợp này chu tà thêm r thành chứ rồi tách một cái su ít có thể làm gì đó và không thể thì chỉ cần thay ít bằng ọc tà là xong đó. 어, 허이, 떠, 쪼, 나이, 안 엠, 안, 데라, 떠, 쪼, 고, 엠, 루, 허. 하음, 허무, 떠, 루. 늑, 떠, 라, 타이, 다따 먹다. 어, 저쪽으로 가줄 수 없죠. 가줄 수 없어. 가줄 수 없어. 이쪽으로 와줄 수 있어요? 안 돼요. 가줄 수, 갈수 없어요. 갈수 없어요. 애들아, 인사해. 애들아, 애들아, 인사해. 애들아 인사해 luyến âm lên 애들아 애들아 인사해 các bạn à hãy chào hỏi đi chào hỏi đi nha ví dụ như là mình dắt chồng mình tới hội của những cái bạn bè lớp mình đi các em à, các bạn chào hỏi đi đây là chồng của mình nè à. lúc này mình sẽ không dịch là những em bé ha mà là các bạn ha mình nói những người xem xem tuổi mình etera hoặc nói chuyện với người nhỏ tuổi hơn mình Etida. các bạn ha rồi, 인사, đã 인사, là chào hỏi thân mật. Còn nếu mà lịch sự, tìm chữ vô, 인사해요, 인사해요. 자기가 좋으면 나도 좋아. 자기가 좋으면 나도 좋아. 자기가 좋으면 나도 좋아. Nếu em thích thì anh cũng thích. <laughs> nè, <Này>, hơi <laughs> hơi có vẻ là định bỏ mà. Em thích thì anh cũng thích á. Sagi ga suumyeon na Cái này chỉ dành cho những cái người mà đang yêu nhau thôi. Chứ mà cưới nhau về là nó quánh nhau liền, mình thích cái này, thích cái kia chứ không có đứa nào mà. <laughs> Thương giữ đến nỗi mà nhượng nhịn dữ dội đó. Sagi ga suumyeon na do joa. thường mình có thể nói là em yêu hoặc là em á khi mình nói hay hai người đang yêu nhau hoặc là hai người đã cưới nhau hay gọi là sagi, sagi à, à. Thì cái này là sagi <laughs> là em ha. chủ ngữ kha thả thích hoặc là tốt. 으면 động từ tính từ có bà chim mình sẽ cộng với thằng 으면 và không có bà chim thì mình sẽ cộng với 면 nếu cái gì đó ha. Rồi, na, na là danh từ tôi. Tôi trong trường hợp này hai đứa đang nói thân mật nên mình dùng na ha. Còn không thân mật thì các bạn dùng cho tu danh từ bỏ tà ra thêm chữ tu thì lúc này nó mang nghĩa là danh từ cũng như thế nào đó ha. Chút tôi cũng thích. Nếu lịch sự thêm vô

tính nó cũng rất là trầm nhưng mà đôi lúc mà làm cho nó giận quá là nó quýnh túi bụi luôn nó quýnh em nó túi bụi luôn thằng em thì uh, hơi hổn xíu thằng em thì không có biết trời trăng mấy nước gì đó nhỏ chứ không có biết trời trăng mấy nước gì đó nó cứ thích là nó làm theo ý nó nó không có cần suy nghĩ gì đó. nó không biết suy nghĩ gì đó. nó mấy hai tuổi mà nó biết suy nghĩ gì cái uh, bắt đầu là nó thằng lớn thì chị nhau quýnh cái mình hay lan nhỏ thằng lớn á không có được gì đúng không tê đi không có theo tôi <laughs> em nó làm gì thì làm chứ con đánh là sao được không có theo mình hay nói câu này không có theo tôi <laughs> có được gì Amuri, Amuri, kure tu hay đi chung với cái ngữ pháp là động từ ao á, dù cái gì đó các bạn, à, dù gì đi chăng nữa, dù là như thế đi chăng nữa, thì cũng vậy chứ, thì cũng vậy chứ, thì trong tiếng Việt mình nếu mình phân tích như vậy thì nó hơi hơi không có hợp lý với tiếng Việt nên là cái câu này sử dụng trong tình huống đó thì mình thường sẽ dịch ra tiếng Việt là dù dù vậy dù là vậy đi chăng nữa hoặc là dù dù có thế đi chăng nữa thì cái gì đó mình sẽ có một cái vết phía sau không họ muốn đi ai làm gì đó quá đáng cái mà nè họ muốn đi koreto kurochi nè, 난 속상해서 그런 건데 난 속상해서 그런 건데 난 속상해서 그런 건데. 난 속상해서 그런 건데. 난 속상해서 그런 건데. Vì tôi buồn quá nên mới làm vậy. Ví dụ như là vì tôi đau lòng quá, buồn lòng quá mới làm vậy. Ví dụ như là cái này là thường á, uh, uh, nếu mà nói cái câu mình nghe vậy á, uh, mình sẽ nghe theo hướng là đang biện minh á. Uh. Ví dụ như là Ừ uh, uh, bạn tôi nó nói xóc tôi quá nên là là tôi mới quýnh nó đó. Uh oh, nan, sốc 그런 건데, nan 그런 건데, 왜 tôi vậy đó, hoặc là uh, bạn bè mình á, ví dụ như bạn bè mình nó la mình, cái chồng mình á, nó tới chửi bạn mình quá trời luôn, kiểu anh sao anh làm vậy? oh, nan xúc sao, còn giải thích à? vì anh buồn quá vì anh anh đau lòng quá nên anh mới làm vậy đó chứ đâu phải là anh muốn làm vậy đâu, Nan, xúc sảng như sao, còn nan, tôi, đây là từ viết tắt của nạn nên á, viết tắt lại thành là nan suốt sang hà tà suốt sang hà tà mình có suốt bình thường hay phân tích như vậy nhưng mà không biết thực sự nó có đúng mà suốt là bên trong lòng á sang hà tà thúi rửa đồ ăn của mình mà bị sang hết tức là bị hư bị hỏng rồi đó trong lòng của mình nó thúi rửa ra tức là đau lòng đến thúi ruột à o so động tính từ bỏ tà thêm à o so rồi thêm một cái vế phía sau thì mang nghĩ là vì động tính từ nên cái vế gì đó phía sau ha. Cứ đơn gần cứ đơn, hồi nãy giờ quá trời cái từ này luôn ha. Nó là cứ đơn thài như thế. Cái tần suất sử dụng cái từ này trong tiếng Hàn rất là nhiều ha. Cộng với cái ngữ pháp là in, niên, có xin đẻ. Ở đây có in đẻ ở đây đó, là nó là mang nghĩa giải thích trong câu này ha. Ngoài cái nghĩa giải thích thì nó còn có nghĩa là nhân nữa Tuy nhiên trong trường hợp này chỉ mang nghĩa giải thích thôi Giải thích cái hành động phía trước thôi Và có xin đề khi viết tắt lại là viết thành còn đề Còn Như thế, làm như thế, cái việc mà tôi làm như thế Nên xúc sắc hay sao? có đang còn đề Kurea cho Kurea cho Kurea Phải làm như thế thôi À, o ya mình có tính từ ở chỗ này là tính từ nha có thể đi với động từ luôn ha à o oh ya yeah. ha chiếu nó là ha chiếu viết tắt là thành chú đó nó mà nghĩa phải làm như thế chứ phải làm cái hành động phải làm cái tính từ phía trước phải cái tính từ như thế chứ à phải tính từ động từ chứ chiếu mà nghĩa là chứ ha còn ở ta mà nghĩa là phải thì lúc này cái ngữ pháp ở o ya ha nó sẽ tắt lại thành là động từ à o ya sử dụng trong văn nói ha kia kia ví dụ như là ừ, thấy cái người đó khó khăn quá thì mình kiểu, trời ơi phải giúp thôi phải làm vậy thôi hoặc đây chỗ bạn bè là phải giúp nhau thôi hoặc đây chỗ khó chi 가볍지, 가볍지. Nhẹ đúng không? Nhẹ lắm đúng không? Ví dụ như là mình có là bạn mình á nó bị gãy chân. Ví dụ đi, cái mình cổng nó. Cái nó hỏi nhẹ lắm đúng không? nhẹ lắm đúng không? hoặc là mình cầm cái giỏ lên mà cái gì đó lên, cái người ta hỏi mình á, nhẹ lắm đúng không? Ở đây mình có là ta job ta và cộng theo là chí trong cái ngữ pháp tính từ động từ chiếu mới nói hồi nãy á nó nghĩa là là gì đó, xác minh lại. lúc này, nhẹ lắm đúng không. họ yêu gì chính ra chỉ được chưa chính chưa chỉ chưa được chín được chưa rồi chưa được chưa chán chưa được tôi chán chưa rồi ngán lắm rồi <laughs> ví dụ như là, Trời ơi, hai đứa đang yêu nhau Mà nhỏ bồ nó ghen quá là ghen trời ơi thì cái chán quá rồi Chúng mới chính xác chilinda 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 chính ra thật sự là thật sự gì đó luôn chilinda chilinda ở đây á nó mang nghĩa là chán ngấy hoặc là ngán gì đó luôn các bạn mới ăn hoài một cái món này nổ húp rồi rất là ngán luôn thì lúc này chilinda có nghĩa là chán ngấy hoặc là ngán ha còn với cái ngữ pháp ở đây ngữ pháp mà động từ có bà chim thêm nên không bà chim niên tả đây là trường hợp á, mà mình thường hay sử dụng hồi nãy có nói một lần rồi trong văn viết nếu viết biết hay viết này nào thì mình có thể sử dụng hoặc là sử dụng trong văn nói nhưng mà văn nói dành cho bạn bè hoặc là người nhỏ tuổi mình mới sử dụng trường hợp này ha chống mà chống bè hoặc là chính chỉ linh đạo kiêng nã ông kiêng kiêng bạn nhớ không? ví dụ như là mượn tiền của tôi có nhớ không? khi ông nã hoặc là trời anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? nã hoặc là anh có nhớ chuyện đó không? khi ông nã khi ông nã ở đây bạch chim là chữ cờ theo sau là Nm nó là trường hợp của chim hoa luôn à, là âm mũi luôn thì cái bạch chim này cái chữ cờ này nó sẽ phải đọc là chữ ngờ ha lúc này mình đọc là khi ông nã không đọc là ki ốc -ok nã khi ông nã khi ông nã khi ông nã thêm vô nếu muốn là sự khi ông này trong này đó bạn có nhớ không tiếp tục chú sim chú ma gì chú xím chú ma gì cẩn thận xíu chứ cẩn thận tí chứ trở làm gì à cẩn thận tí nha chú sim chú ma gì ví dụ như là uh, chồng mình á uh, bưng cái nồi canh thôi bưng lại bàn thôi mà làm đổ canh cái mình la mà chú xím chú ma gì chú xím chú ma gì thường á mình đi cái đuôi chì này mà trong câu nói bình thường á hoặc là mình chia quá khứ và nói bình thường trong câu nói không phải câu hỏi nha thì thường á nó còn có nghĩa là chỉ trích nữa đó các bạn các bạn đang chỉ trích đang cầu nhầu phải làm cái gì đó chứ anh phải cẩn thận tí chứ thì lúc này nó mang nghĩa cầu nhầu chỉ trích ha chu sim ha tà mang nghĩa là cẩn thận chú một ít một chút thôi phần này à, mình định làm tới câu 120 nhưng mà 40 câu mình thấy dài quá cả tiếng đồng hồ rồi Nên là hôm nay tới câu 100 thôi nha Vậy là chỉ được có 40 câu thôi bốn uh, chục câu thôi đó, mọi người. 네. 그러면, 다음 시간에 또 하겠습니다. 네, 여기까지만 합니다. mong là hôm nay mọi người đã có một buổi học vui vẻ. nè hẹn gặp lại mọi người ở bài hôm sau. nếu có thắc mắc hoặc góp ý nhớ comment bên dưới, mình sẽ cố gắng dành thời gian trả lời. 네, 안녕!